Vâng, mến chào bà con nông dân trồng chanh không hạt. Thì video ngày hôm nay thì sẽ dành cho những bà con nào mới bắt đầu trồng chanh không hạt nhưng mà đang phân vân lựa chọn các loại phân bón để sử dụng cho cây. Đồng thời cũng đang tìm những cái loại thuốc, những cái loại phân bón lá thích hợp để giúp cho cây trồng của mình được khỏe. Đó. Được cho trái sớm mà cây nó lại không bị đổ ngã và không bị bệnh. Video này sẽ là một cái kiến thức coi như là tham khảo cho bà con để áp dụng cho từng cái khu vực, từng cái mảnh vườn. Bà con có thể tự rút ra cho mình những công thức phân dựa trên những cái hướng dẫn của tôi ngày hôm nay. Thì đi vào chi tiết thì mình sẽ chia cái thời gian ra từ tháng đầu tiên, rồi sau tháng đầu tiên mình sẽ bón những cái phân gì. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó là trong cái tháng đầu tiên á, những cái loại phân mình sử dụng thường là phân hữu cơ và phân súp bê lân thôi, tại vì trong cái tháng đầu tiên đó mình tuyệt đối là mình không có được tưới những cái loại phân hóa học nào khác ngoài những cái phân mà mình bón lót ở trong cái mô. Thì cái phân hữu cơ bà con sử dụng á, bà con nên sử dụng cái phân gà cho cháu hoặc là cái phân hữu cơ trùng quế. Đây là hai cái loại phân mà theo tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho cái cây con nó phát triển tốt nhất. Đây là theo kinh nghiệm của bản thân tôi thôi. Thì bà con có thể sử dụng những cái loại phân chuồng khác ở địa phương mình hoặc là tại nơi bà con trồng có để bà con bón lót cho cái giai đoạn đầu tiên này ha. Phân thì có thể bà con sử dụng phân ủ, đậu ủ hoai là tốt nhất. Trường hợp bà con không ủ hoai, đối với phân gà cho cháu thì bà con nên bón xa cái gốc chanh ra. Một số bà con bón lót là mà cái phân nó nằm trực tiếp lên cái bầu cây. Thì khi mà cái rễ cây nó vừa ăn lúa ra thì ngay cái lớp phân chưa ủ hoai thì cái rễ cây đó nó sẽ bị hư. À, vì sao? Tại vì cái phân hữu cơ nó bị chôn dưới đất, nó vùi dưới đất, thì sau một thời gian nó sẽ gọi như là nó sẽ ủ hoai luôn. Lúc mà nó hoai ra thì nó sẽ vi sinh vật nó sẽ làm cho cái nhiệt độ ở trong đất nóng lên. Thì khi rễ cây con của mình nó vừa mọc ra thì nó gặp cái nhiệt độ cao, nó sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra là bà con nên rút kinh nghiệm. Nếu mà xài phân hữu cơ chưa ủ hoai thì nên bón ở ngoài mô, không nên bón trực tiếp vào cái bầu cây, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bộ rễ non của cây. Đấy, thì lưu lượng xài bà con nên xài 5 kg trên một cây. Đối với phân hữu cơ và phân phân lân thì bà con có thể xài khoảng 2 kg trên một cây. Đó, thì trong tháng đầu tiên khi trồng, ngoài phân bón lót là phân lân và phân hữu cơ, bà con tuyệt đối không sử dụng bất kỳ loại phân hóa học nào để tưới cho cây, vì lúc này rễ cây còn rất yếu, cần có thời gian để nó ổn định được bộ rễ, mà nó mới có thể bắt bắt được cái dinh dưỡng trong đất. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ sau cái tháng đầu tiên đó thì bà con sử dụng những phân gì. Đây là cái phần quan trọng nè. Thì bà con có thể sử dụng những cái công thức phân như sau để bà con tưới cho cây. Bà con chú ý là bà con tưới nha, bà con không có gãi. Gãi thì nó rất là phí phân, mà còn tưới thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bà con sẽ xài luân phiên hai công thức này, thời gian sử dụng là cách tuần bà con tưới một lần. Nè, công thức phân là một ure, một phân humic, một DAP là tuần đầu tiên. Sau cái tuần đầu tiên thì bà con sẽ tưới tiếp cái công thức phân là một NPK rồi một phân humic. Nói thêm ở đây, cái phân NPK bà con có thể sử dụng bất kỳ cái loại phân nào, ví dụ như phân 20 20 15 nè, phân 16 16 16, rồi phân 15 15 15 nè, rồi phân 30 10 10. Và lưu ý là những cái phân NPK này bà con nên chọn những cái loại dễ tan. Ví dụ như loại 3 số 16 thì nên sử dụng loại của phân đậu trâu. Và số 16 Bình Điền thì cái loại phân này tôi thấy là nó rất là dễ tan, ngâm
đưa nước vô là nó tan rồi. Hoặc là cái phần mà loại 25 kg, 30, 10 nó cũng rất là dễ tan. Đấy thì bà con sử dụng luân phiên hết tuần này tới tuần khác hai cái công thức phân này, thì bà trong vòng khoảng 2 tháng tới 3 tháng thì bà con sẽ thấy hiệu quả của nó, cây đâm đọt rất nhanh. Và khi cây nó ra đọt thì sâu bệnh rất dễ tấn công, nhất là sâu vẽ bùa nè, sâu ăn lá nè, rầy. Thì tới lúc này khi mà nó ra đọt non thì bà con sẽ phun thuốc ngừa sâu ha. Thì những cái loại thuốc sâu thì tôi có đưa lên màn hình một số loại bà con có thể tham khảo, hoặc chất là abamectin ha, hoặc là imidacloprid kết hợp với những cái loại phân bón lá vi lượng để giúp bổ sung thêm vi lượng cho cây. Tại vì những cái loại phân công thức bón phân trước đó mà tôi đưa ra nó còn thiếu cái vi lượng, mà cái cây trồng thì lúc mới bắt đầu phát triển thì nó cũng cần rất nhiều cái vi lượng để cho nó bộ lá nó xanh tươi rồi cây trồng nó cứng cáp. Thì tôi có làm một cái video về các loại phân bón lá vi lượng, thì bà con có thể click vào cái phần mô tả hoặc là xem ở trên ở góc của video này những cái loại phân bón lá vi lượng mà trong quá trình đi dưới vườn rồi cho nhà vườn sử dụng thử thì thấy nó hiệu quả, thì bà con có thể tham khảo để mua sử dụng trong cái giai đoạn phun thuốc này. Rồi trong 6 tháng đầu tiên thì bà con sẽ sử dụng hai cái loại công thức bón phân này luân phiên nhau ha. Cách tuần thì bà con sẽ tưới một lần, hoặc là hàng tuần bà con tưới cũng được. Nếu bà con chăm sóc tốt thì hàng tuần bà con tưới, hoặc ít nhất thì cách một tuần thì bà con tưới một lần, nên là nó sẽ đẹp nhất. Còn tới giai đoạn tiếp theo là 6 tháng tiếp theo nữa, thì lúc này là cây nó bắt đầu đã có những cái cơ đọt đầu tiên, những cái bộ tán, bộ tàn nó đã bắt đầu nó hình thành rồi, thì bà con hãy bắt đầu chuẩn bị cắt tỉa xương xương này để cho nó hình thành cái bộ tàn cho nó đẹp. Thì tôi cũng có cái video hướng dẫn cho bà con cắt tỉa cho cái cây trong vòng năm đầu tiên á, bà con có thể xem để tham khảo thêm ở giai đoạn này. Còn đối với cái phân bón thì bà con sẽ một là cây 6 tháng thì bà con có thể bón, hoặc là bà con lại tiếp tục tưới cũng được. Đó. Nhưng mà đặc biệt ở trong giai đoạn mà 6 tháng này á, thì bà con sẽ bổ sung vô cái loại phân có canxi ha. Thì tôi đưa ra cho bà con hai cái công thức phân nữa, đó là bà con sử dụng phân NPK ha, kết hợp với phân DB là một công thức. Bà con bón không quá nửa ký một cây nha. Thì thường đối với cái cây mà từ 6 tháng thì nó cũng không quá lớn đâu, bà con có thể xài chừng khoảng 300g cho một gốc. Cái công thức phân là 1 NPK, 1 DB, bà con trộn lại nào, bà con gãi cho cây hoặc tưới cho cây cũng được. Một tuần sau, cách một tuần sau thì bà con lại tiếp tục sử dụng cái công thức phân là 1 phân Yara Nitrat Bo kết hợp với phân NPK. Cái phân Yara này nó có một cái lượng canxi đáng kể cung cấp cho cây. Canxi nó sẽ làm cho cây cứng cáp, làm cho các tế bào nó có thể chống chịu được cái gió lớn, hoặc là các vết thương, làm cho cái tế bào nó sẽ cứng cáp hơn, giúp cho cây chống chịu khỏe hơn, chống độ ngã. Trong cái giai đoạn 6 tháng này thì bà con cũng có thể là phun thêm bổ sung cái vi lượng kết hợp chung với thuốc sâu, thuốc bệnh ha. Thì vi lượng thì cũng sử dụng giống như 6 tháng đầu tiên hồi nãy tôi nói đấy, thì coi như là hết năm rồi. Tháng đầu tiên không sử dụng phân gì cả, trong 6 tháng đầu thì bà con xài theo hai công thức, rồi 6 tháng tiếp theo thì bà con lại đổi công thức khác bổ sung thêm canxi đó. Thì tóm lại, bà con cần lưu ý như thế này: khi bón phân cho cây trồng trong năm đầu tiên,
đó là đối với những vùng đất mà đất phèn á, trước khi bón phân bà con nên sử dụng vôi trước 1 tuần bón phân á, để bà con nâng cái pH lên, thì bón phân vào cây nó mới hút được dinh dưỡng tốt. Và cái lưu ý thứ hai là trong 6 tháng đầu tiên sử dụng phân thì bà con nên chỉ nên tưới phân thôi. Bà con tưới phân thì cây nó sẽ hấp thụ tốt hơn là bà con rải. Rải phân rất là phí trong giai đoạn 16 tháng đầu này. Rồi, 6 tháng tiếp theo thì bà con rải phân ha, theo cái công thức mà tôi đã nói ở trên. Và phân vi lượng khi bà con xài, cái lưu ý thứ 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 ba nữa và là khi bà con xài cái phân vi lượng thì bà con chỉ nên kết hợp phun với thuốc sâu thôi, không kết hợp phân vi lượng với thuốc bền đó. Rồi cái lưu ý thứ tư là lúc mà bà con bón lót phân hữu cơ, bà con tốt nhất là không bón trực tiếp vào rễ mà trộn chung với đất, cách rễ cây xa ra từ khoảng 3 tấc 4 tấc, tránh trường hợp bón trực tiếp lên cái bầu rễ nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của rễ, đặc biệt là đối với cái phân hữu cơ mà chưa hoai mục à, thì nó sẽ làm cho rễ cây nó ảnh hưởng. Rồi coi như là tới đây là kết thúc cái video, hy vọng là qua cái video này sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm một kiến thức, có thêm một kinh nghiệm để bà con tham khảo, giúp cho bà con có thể chăm sóc tốt cho vườn cây chanh không hạt của mình. À, xin chào và hẹn gặp lại.